Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cài thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Trời ơi, ngày gì đâu mà vui gần chết luôn á thầy. Sim, lại đây cho nó nghe nè. Ủa, nói gì vậy? Sim ơi, hôm nay em mua được nhiều đồ không vậy? Trời đất ơi, hôm nay em mua hơi bị nhiều đồ đẹp luôn đó nha. Cũng ghê đó, nhưng mà biết sao không? Hôm nay Phong cần lãnh lương á, đưa hết tiền cho chị mua quá trời đồ hiệu luôn. Trời ơi, nước hoa, mỹ phẩm, áo quần này nọ, trời ơi, tích gần chết hà. Ủa, chị cũng vậy hả? Em cũng vậy nè. Trời đất ơi, có người yêu sướng nè. Mỗi lần tới tháng nào đưa hết tiền luôn, em mua hết tiền luôn. Trời ơi, quá trời là đồ nè, thấy không, thấy không? Thôi, đứng đây mỏi giò em xin mời qua khoảng em làm bánh cho chị ăn đi. Thôi, hai chị em mình ngồi tâm chuyện, được không? Ok, tụi mình đi thôi nè. Đi thôi. Dạ, lên 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 nè. Hình như trước mặt mình nó là ông Phong Cận với ông Caron hay sao á. Quá vậy? Phong Cận Caron hả? Đúng vậy. Là ai vậy? Tự nhiên hai người này ngồi nói chuyện chi ta? Trời trời. Có khi nào hai ông nội này nói xấu mình vậy? Nghi lắm á. Trời, hai người con trai mà ngồi cận nhau chỉ có thể nói xấu thôi chứ không thể nào nói tốt ai được. Bây giờ chị em đi lên rình đi, coi hai ông nói cái gì. Ok. Ok, đi thêm xem thử coi. Nói cái gì đây, nói cái gì đây? Ôi, trời ơi, chán quá à Kai ơi. Ông biết gì không, tiền lương của tôi mới vừa lấy về á, mà tôi đưa hết cho bà Sam rồi. Xong bà Sam bà đi bà mua sắm đồ tùm lum tùm la. Không biết là bà có mua cái món đồ gì cho tôi hôm nay. Tôi đang thích một cái đôi giày mới nhưng mà chưa có tiền mua nữa. Hả, cái gì, bạn cũng bị Sammy lấy hết tiền lương hả? Simmy cũng lấy hết tiền lương của mình luôn rồi nè. Giờ không biết phải làm sao để có tiền đi ăn nữa. Ôi, trời ơi, làm đàn ông con trai cho chúng mình khổ quá à. Tiền lương cứ phải đưa hết cho mấy cái bạn gái. Ê, nhưng mà thôi, không sao. Nói chung á là Sammy lấy tiền lương của tôi á, Sammy sẽ đi mua sắm quần áo nè, son phấn nè, đó, làm đẹp các kiểu. Lúc đó Sammy sẽ xinh ơi là xinh luôn. Trời, đúng là bạn gái tôi phải dễ thương chứ. Nè nè nè, không phải là chỉ có một mình bạn gái của bạn đẹp không nha. Mình đưa hết tiền lương của mình cho Simmy á, Simmy sẽ lấy để mua những cái đồ như là son phấn nè, rồi sau đó là váy vóc nè. Simmy sẽ trở nên xinh ơi là xinh như công chúa luôn đó. Rồi rồi, biết rồi. Nói chung á là người yêu của hai đứa mình á đều xinh hết. Trời, Sim với Sam ai cũng xinh cũng dễ thương hết nè. Trời đất ơi, tưởng cái chuyện gì Sim ơi, tưởng hai ông nội này nói xấu mình, hóa ra là khen tụi mình kia. Cũng dễ thương đó. Hồi nãy chị thấy không, nãy Caron khen dễ thương kìa. Có chứ, chị nghe mà. Nhưng mà Phong Cực cũng khen chị đẹp gái đó. Đừng đùa. Trời ơi trời, đó là bạn trai của tụi mình. Thôi bây mình tới đầu kia, mình tới chơi với em, đi chơi với ông đi. Trời ơi, vui quá. Trời ơi, dễ thương quá nha. Ủa, ê Caron, hình như bà Xím bà Sam qua kìa. Ủa, Simmy. Hello Sim Sam nha. Ủa, hai bà mới đi shopping vậy ạ? À? Nhìn cần hỏi, nhìn là biết rồi. Ủa, hai ông ngồi đây nói chi vợ, nói gì vợ? À, bọn tôi hả? Bọn tôi sáng nay á, sau khi bọn tôi quá vui bởi vì lại bị lấy hết tiền lương, cho nên bọn tôi quyết định qua bên nhà của Sim nè, ngồi nói chuyện nhau. Tính là ăn bánh uống trà nhưng mà hết tiền rồi cho nên cũng không có mua được bánh với trà luôn hả? Trời ơi, thôi đừng có bàn nữa. Tôi biết á, không cần ti gì á, bàn về người cô gái xinh đẹp như tôi đúng không? Thôi, phải đừng nói. Nó đã rõ ràng đúng không? À, thì ra là hai bà nghe lén đúng không? Thôi nhưng mà cũng nói thẳng luôn á, thì thật sự là tôi với Caron thấy Sim với Sam xinh thiệt mà, đúng không Kai? Đúng rồi, chứ còn gì nữa, hai người này là xinh nhất rồi. Đúng rồi, xinh nhất tim rồi. Sim ơi, tuy như nào thì không biết, nhưng chị biết chắc chắn trong mắt Phong á, chị là cô nàng bạn gái dễ thương đáng yêu bờ rồ nhất rồi Sim à. Trời ơi, em cũng rồi. Vậy thôi. Kai cũng vậy, là phải Sim cô ta đáng yêu và là biết bờ rồ mà, đúng không Kai? Đúng rồi, Kai á là đối với Kai á là Sim là dễ thương nhất. Đúng rồi, hai bà đó là dễ thương đó. Nghĩ sao vậy, tuy em thì thích đáng yêu đúng không, nhưng mà chị là chị hơn em á Sim. Chị là chị biết gì ta, chị biết nấu ăn nè Sim. Em có biết nấu ăn bằng cái gì vậy không? Ủa dạ, thì em cũng biết vẽ tranh, em cũng biết gọi là làm bánh cho bộ. Ủa, làm bánh cũng là nấu ăn mà. Ủa trời ơi, làm bánh làm sao bằng chị được. Chị biết chăm sóc cho Phong Cận thì không? Trời ơi, nấu ăn nấu cơm cho ổng thì không, vợ ổng già, vợ ổng già bằng chị được. Ủa dạ. Em
ơi, còn biết mua nhà được chứ các bà, cái gì vậy? Mình thấy nó hơi sai sai không ơi, thấy hơi căng căng. Sao mà tôi cũng thấy hơi sai sai, tự nhiên hai bà cãi nhau rồi. Ôi ơi gì vậy? Mẹ chị ơi mẹ. Dừng lại. Nè nè hai chị em dừng lại đi. Trời có gì đâu mà cãi nhau vậy? Chúng ta là chị em ruột mà, tại sao lại cãi nhau? Nhưng mà rõ ràng tôi là bạn gái đỉnh nhất đó. Đối với ông đúng không Phong Cậu? Ừ đúng rồi, Sammy là người bạn gái tuyệt vời nhất. Ừ. Đây xin có phải là người gọi là chị ta con gái cute nhất không? Đúng xem dễ hơn nhất hiện. Ơi trời ơi, đánh nhau luôn vậy? Bình tĩnh, dừng lại đi nè, đừng có đánh nhau. Xin đừng cãi nhau. Nói bạn nghe nè, bây giờ dù hai bạn gọi là có cãi nhau đi chăng nữa thì hai bạn đều xinh hết, hai bạn đều là những người con gái xinh nhất trong team. Yeah. Được chưa? Tôi không có chịu. Một trong hai người có người mạnh nhất và người yếu thôi. Không muốn chơi. Gì vậy? Nếu mà em bảo em là người bạn gái tuyệt vời pro VIP nhất thì em có dám thử thách thi cuộc thi ai là bạn gái giỏi nhất hay không? Hả? Cuộc thi ai dạ, là bạn gái giỏi nhất? Dạ, thách thức em sao? Mấy cuộc thi đấy, ai mà chả làm được. Được, em sẽ chấp nhận thử thách của chị. Ủa cái gì đừng đâu đi. Ủa đừng có thi. Thi ai là bạn gái giỏi nhất? Đi thôi chị. Đừng có thi. Xin Sam. Trời cái ơi. Ủa sao tự nhiên bọn mình khen hai bả, cái tự nhiên về hai bả cãi nhau rồi đòi thi đấu với nhau. Ai là bạn gái giỏi nhất? Hai bà này là hai chị em chưa gục hịch rồi, có bao giờ cãi nhau mà bây giờ rủ nhau đi thi luôn kìa. Hai chị em này trước thân nhau người ta. Thôi lại cản ơi, lại cản. Phải lại cản hai bả lại thôi, không thôi tí nữa hai bà đánh nhau luôn là xong luôn á. Mất hết tình chị em đó, trời không được đâu. Cản lại. Ôi trời ơi, tự nhiên không hai bà cãi nhau xong bây giờ bắt đầu tìm mấy cái cuộc thi gì không hiểu luôn á. Ủa mà bây giờ là hai bà tính là thi gì vậy? Hả? Cuộc thi đầu tiên của tôi đó chính là vẽ tranh. Vẽ tranh hả? Ủa khoan, từ tính ra là Simmy với Sammy ai cũng vẽ tranh đẹp hết mà, sao tự nhiên thi làm vậy? Ủa tốt nghiệp đó. Bây giờ biết vẽ, bây giờ mới thi chứ đúng không? Để xem coi ai là người vẽ đẹp nhất. Cũng được rồi. Vậy thì bây giờ á, tôi sẽ qua bên team của Sammy nè, còn Kai qua bên team Sim đi. Ok rồi. Bây giờ để coi cuộc thi đầu tiên bạn gái ai vẽ đẹp hơn nè. Ok rồi, chuẩn bị bắt đầu. Ai nhời, Sim Sam ơi, hai bà vẽ xong chưa vậy? Lâu quá à. Xong rồi nè. Ủa xong rồi hả? Ủa mà khoan, tự cho tôi hỏi coi, từ nãy giờ hai bà vẽ gì à? Bọn tôi không thấy gì hết trơn vậy. Trời đất ơi. Tôi vẽ cái người mà tôi yêu thương nhất cái cuộc đời chứ là Phong Cận TV. Oh my god, vẽ tôi luôn hả? Ủa còn Sim vẽ ai vậy Sim? Trời ơi, tôi vẽ một người đẹp trai, trong lòng tôi chứ ai nữa. Trời ơi, cái này là Sim vẽ trai mà. Chắc chắn là hot boy Hàn Quốc nào đúng không? Chứ phải Kairon đâu đúng không? Vậy mà người ta nói là đẹp nhất ở trong lòng, hiểu không? Ở trong lòng người ta. Ở trong lòng thì là ai thì nói ra đi, không chịu nói ai biết được trời là ai. Kairon chứ ai nữa. Là Kairon hả? Được rồi, ok. Vậy thì bây giờ á, Simmy, Sammy nè, chuẩn bị tôi đếm 3, 2, 1. Cái hai bà hãy để bức tranh của hai bà ra để xem coi là bức tranh của hai bà vẽ thế nào nha. Ok chuẩn bị nè, 3, 2, 1 đặt ra để coi bức tranh. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, Sammy vẽ mình nhìn hơi bị dễ thương luôn bạn ơi. Trời ơi, cute thật sự luôn á. Trời dễ thương quá Sam ơi. Được, còn Simmy sao đây? Wow, trời ơi đẹp quá. Cái gì vậy? Simmy cũng vẽ đẹp không kém nha. Simmy cũng vẽ Kairon rất là đẹp trai à. Nhưng mà sao Sim không tô màu Sim? Trời đất ơi, ông có chắc là ông để tôi tô màu quá. Ủa kỳ vậy, sao mà tôi thấy bà không tô màu gì hết trơn vậy? Chị tô màu nè, thấy không? Sammy là Sammy có tô màu nè, còn Sim không tô màu gì hết trơn. Mặc dù là Sim vẽ cũng đẹp á, nhưng mà Sim không chịu tô màu. Cái kiểu này là cái kiểu vẽ của người ta, cái kiểu hình nó là như vậy, thấy không? Cái kiểu đẹp của nó là phải kiểu không có tô màu nó mới đẹp. Rồi ok được. Vậy thì đây chính là bức tranh của Sim nè, bạn nhìn nha. Đây là bức tranh của Sim nè, còn bên này là bức tranh của Sam. Thì bạn hãy thử gọi là người ta chấm điểm bên dưới cho mình biết nha, mấy bạn fan chấm điểm đi chứ hai đứa mình Phong với Kai không biết chấm điểm đâu. Cho nên thầy sẽ để cho mấy bạn fan chấm điểm nha. Ok, rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nữa. Bây giờ có ảnh đẹp rồi thì hai bà, hình như tôi nghe đâu nãy hai bà có vẽ ảnh dìm nữa đúng không? Yes. Đúng. Ok, vậy thì bây giờ hai bà thử để ảnh dìm cho tôi xem coi. Rồi chuẩn bị nha. 3 2 1 đặt ra ảnh dìm. Cái gì vậy? Sam ơi. Ủa Sam ơi. Gì vậy? Bộ Phong vậy? Phong trong mắt của Sam như thế này hả Sam? Ủa thì bây giờ vẽ xấu thì vẽ sao cho xấu, lên này là xấu rồi đó. Ủa? Nhưng mà sao tự nhiên tôi có thêm lông mũi nó vậy? Cái mũi tôi đâu có nhiều lông vậy đâu bà nội. Ủa chứ bây giờ tôi vẽ thực tế cho bộ, con người phải có lông mũi chứ, vẽ lông mũi cho đẹp chứ bộ. Nhưng mà tôi đâu có ở dơ như thế này đâu, tôi đâu có ở dơ nữa mà lông mũi ra ngoài như này đâu, còn cay đâu. Cay là con gì? Cay là chú thỏ tăng đỏ.
đầu cũng như thỏ đăng cái đầm này đó. Cái này nhìn mình vừa lai thỏ mà vừa lai chuột mà vừa lai Doraemon đó mà. Nhiều con vậy. Thôi nói chung là cái này mình cũng sẽ để cho bạn fan chấm điểm luôn đó, thì mấy bạn hãy thử comment xuống bên dưới nha. Đầu tiên là Sammy nè, ảnh đẹp bao nhiêu điểm, còn ảnh xấu bao nhiêu điểm nha. Còn Simmy ảnh đẹp bao nhiêu điểm và ảnh xấu bao nhiêu điểm, mấy bạn hãy comment xuống bên dưới luôn nha. Yeah. Chứ mình với Kai là không biết chấm điểm sao đó, tại mình Kai đâu biết vẽ đâu chấm điểm đúng không? Đối với cái này là quá đẹp rồi. Ôi được rồi, vậy thì coi như trận này sẽ để cho bạn fan chấm điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu tiếp theo để coi bạn gái ai sẽ là người bạn gái giỏi hơn. Let's go. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn thi đấu tiếp theo của chị em Sim Sam. Bây giờ tôi sẽ làm MC luôn nha các bạn nha, tại vì á là chơi mà không có MC nó hơi chán nên tôi sẽ làm MC luôn. Rồi ok, bây giờ thì Sim với Sam sẽ đấu với nhau cái gì ở đây mà sao mọi người dẫn tôi vô chỗ nào lạ lạ vậy hả? Cái trò này á đơn giản thôi, chơi chơi ném bóng rồi không, ai trúng người ta ném cái mà trúng nhiều nhất người đó thắng. Đơn giản vậy thôi. Trò chơi ném bóng hả? À là có nghĩa là mình cầm cái trái bóng sợ mình ném vô người nhau đúng không? Đúng rồi. Wow, trò này vui nè. Được rồi, vậy thì bây giờ Sim với Sam sẽ đấu với nhau nha. Rồi coi bọn tôi ngồi xem. Ok. À, Kai ơi, hai đứa mình qua bên đây ngồi đi. Kai qua bên đây ngồi coi chơi. Đi nè. Ơi, đi 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 đi. Ok, hai người kia. Hả cái gì? Tôi giận hai ông tới đây là có lý do hết trơn, phải chơi với tụi tôi chứ đúng không? Cái gì? Cái tính ra là cái này là trò thi đấu của hai chị em bà, tự nhiên kéo hai anh em tôi vô làm vậy? Trò chơi này á bị hai bốn người chơi với nhau mới trò chơi mới hoạt động được, hiểu không? Ủa vậy? Ủa vậy là giờ anh em mình bị kéo vô chơi luôn á Phong ơi. Ơi Kai ơi, chỉ là nếu như mà một trong hai anh em mình mà thua á nha là hai bà sẽ cạo đầu hai anh em mình luôn đó. Trời ơi. Trời ơi, cuộc chiến của hai bà bây giờ kéo hai tôi vô luôn. Thôi Kai ơi, dù thắng hay thua chúng ta vẫn là anh em tốt Kai nhé. Đúng rồi ơi. Đúng rồi. Ok được rồi. Vậy thì qua bên đội Sam. Ơi. Ủa rồi Sam ơi, bây giờ mình làm gì nữa Sam? Đơn giản nhảy cái ống này nó bay lên. À leo cao đây hả? Ui ui ui. Ôi, ôi Sam ơi, bà nhìn nè, ở trên đầu của tôi nó có cái vàng vàng gì trên đầu nè, cái này cái băng ron nè. Ồ, băng ron nè đó. Vậy là mình sẽ là đội vàng hả? Ủa rồi mình làm đúng gì rồi, nữa? Rồi, bay đi tôi vô đây để chuẩn bị bắt đầu game, start game nè. Ủa, bắt đầu game hả? Ơi, hello Phong nha, mình là đội xanh nè, hello. Ôi, hello Kai nha, mình đội vàng nè. Rồi rồi, bây giờ. Rồi, chuẩn bị vô nè. 1, 2, 3, chị vô. Rồi, đi vô. Wow, bây giờ mình được đưa xuống một cái sàn đấu các bạn ơi. Ủa rồi bây giờ mình làm gì nữa Sam? Hả? Ủa giờ phải làm gì đây ta? Tụi mình sẽ dùng bóng rồi mình ném bên kia đúng không? Ủa vậy là mình sẽ dùng bánh để mình ném bên kia hả? Là bây giờ đội nào bị ném nhiều hơn đội đó thua hả? Chính xác. Rồi ok ok, yên tâm đi Sam, tôi sẽ cố gắng để cho Sam được một điểm. Ui ui ui, có hai người. Có hoa. Ơi chiếc bánh kia. Ơi cái chân bị ném đó, cái chân bị ném á. Ơi no Sammy. Cái người kia, mấy người dám ném Sammy với tôi hả? Được, vậy tôi ném nè. Cái đó nè. Không quay. Ôi Sam, ném. Sam, ném đi Sam. Để tôi ném mẹ Sammy. Ôi, mày ném cái kiểu gì vậy? Mày ném cái kiểu gì vậy? Đâu. No. Sammy nào. Trời ơi. Ui, bây giờ hình như là nó có hai trái banh luôn kìa mọi người. Bên Sammy cũng một trái kìa. Ném đi. Hay à. Hay quá Sam ơi. No. Sam ơi, ném đi Sam. Trời ơi, sao mày ném cái kiểu gì gió ẹt vậy? Ui, cay rô nè, cay rô. Mèo Sammy nè. Ui trời, ném hụt rồi, ném hụt rồi. Mèo Sammy nè, ui ném hụt rồi. Cho cái ném, Sam ơi, cái chân. Ê, ném tôi. Ném tôi. Không cần cái gì nè, không cần cái gì. Trời ơi, cay quá. Ui rớt rồi, rớt rồi. Ui rớt cái bánh rồi. Ui, mèo Sammy, ui cay rô. Ai, cay quá. Cay chưa, cay chưa. Ủa, sao đội mình từ nãy giờ mất hết mạng rồi Sam ơi? No! High five! Yeah! Trời ơi, cay quá mấy bạn ơi! Sam ơi! Chúng ta là những vị vua! Simmy với Kairon ở trên kia kìa! Mấy người đã thắng rồi, cũng mình thua rồi! Không sao! Không sao, bọn mình vẫn có thể chơi tiếp được mà, không sao hết. Như Phong nhất định là sẽ cho Sam một điểm, yên tâm đi. Vậy mình đang ném cà chua vô mặt bạn nè. À rồi ok được rồi, xuống đây chơi tiếp nè. Trận 2 nè, vô đây. Trận 1 là đội của Sim với lại Kai thắng rồi, cho nên trận này mình phải thắng mấy bạn ơi. Ok, qua bên đây Sam. Rồi chuẩn bị nè, đi vô, chui đây. Rồi ok Sammy, yên tâm đi, trận này tôi sẽ lấy lại gọi là số điểm cho Sam. Yeah. Đứng cái đây chờ lùm banh nè. Chờ lùm banh. Banh của tôi, banh của tôi. Mấy người kia đi ra. Banh của tôi đi ra. Bạn thở hổn hển cái. Đi ra, banh của tôi. Không có ai được lấy hết. Đấy, đấy. Ủa, đấy. Chứ banh đâu rồi? Chứ banh đâu rồi? Lùm lên. Ném đi Sam. Ném đi. Ném người đi. Ném nè. Cạnh nha. Hay quá. Lùm banh nè. Mèo Sammy nè. Ôi, không phải.
nè nè. Để Phong. Ôi Simmy nè. Ôi Hùng ơi, Hùng ơi, Sam ơi, chạy chạy chạy. Ây da. Cày quá. Cái chàng bị trúng á. Hay quá. Lụm anh. Ôi cái chàng nghe cái chàng bị đếp trúng á. Ây, mấy người lụm anh hoài á. Mày quá, né rồi. À, mấy người ném. Ném nè. Ây da, ui da. Ây da, ui, cửa hận nha Simmy. Simmy nè. Ây da, trời. Mình với Sam chết mất luôn. Tôi lụm được 2 trái banh luôn. Simmy nè. Cái đó nè. Hay quá. Né. Coi chân Sam ơi. Ném nè. Ui, không quay. Ây da. Team mình đang hơn team kia một điểm. Né. Thì Sam né đi. Ây da. Nè, hơn nè. Lấm, ok, lấm rồi. Simmy nè, rồi, thắng rồi. Cái đòn hết điểm rồi, chứ còn mèo Simmy ơi. Cái thua rồi Simmy. Simmy nè, rồi. Simmy chỉ còn 1 điểm thôi, chết Sim rồi. Cái đi. Simmy nè. Hay quá, đội mình thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, quá đơn giản. Buồn quá. You win, làm chua rồi bạn ơi. Ném cà chua nè, ném cà chua cho Kairon nè. Simmy nè. Ok, bà ngộ. Mấy bạn còn non lắm. Được rồi. Ok, không sao. Nói chung là hai đội đều có điểm bằng nhau rồi bạn ơi. Bây giờ đến với trận thứ 3 nè. Để coi đội nào sẽ được thêm 1 điểm nữa nè. Ok, trận thứ 3 bắt đầu. Let's go. Rồi, đến với trận thứ 3 nè. Sim Kai à, chúng ta đã hòa điểm của nhau. Cho nên là bây giờ để coi ai sẽ là người được nhiều điểm hơn. Hồi nãy mình nhường bạn, bây giờ bạn tưởng mình chơi hay hả? Trời ơi, trận đầu mình nhường bạn tưởng bạn chơi hay hả? Hả? Là nhường à? Đúng rồi. Trời ơi. Ủa Phong ơi, cho mình hỏi cái. Vậy sao nó biết hình trận ẩu đả của hai đứa mình luôn? Ừ ha. Ủa, từ, mọi người né xa xa coi trái banh nó xuất hiện không, né xa xa ra. Sao nó không xuất hiện vậy? Đâu rồi? Nó sẽ xuất hiện, cây tình nó sẽ xuất hiện. Đâu, mèo Simmy. Ây, mèo Simmy à, bạn dám đánh Sammy với mình. Ây, ném nè. Ôi đâu, Hùng ơi, cái chân, Sammy, cái chân, ây da. Tôi à, muốn chúng tôi à. Lâm. Trời ơi, Hùng ơi, né. Làm sao được? Né. Bà đừng cứ đứng gần tôi. Để cái ném ra. Ủa, rõ ràng là ném vô mà sao giật hụt vậy? Ê, đừng ném tôi còn có một mạng à, đừng ném tôi còn một mạng thôi. Hãy cho anh rồi. Ôi, cay ra nè. Trời ơi, mèo Simmy nè. Ôi trời, giật hụt trời. Làm gì? Né nè. Simmy, ném nè. Ném nè. Ôi trời ơi, tôi hụt rồi Simmy. Búa à. Rồi. Cú cách liễu cho Sammy. Sammy ơi, cố lên Sammy. Sammy, đội của mình chỉ còn 1 điểm thôi. Trời ơi, cố lên. Hay quá Sammy, hay quá. Từ nha, từ Sam tới dần. Bình tĩnh Sammy, ném đi. Hay quá. Wow. Ném đi Sam, đâu đi Sam. Wow, hay quá Sammy, hay quá. Lụm hết banh luôn. Ủa, trời ơi, cay hết. Cay còn một mạng. Hay quá. Ơi, cay đó còn một mạng sao ơi, cay đó còn một mạng à, ném chỉ cần ném cay nữa là cay thua luôn á. Cố lên. Oh my god, hay quá Sam. Ủa Sam đỉnh vậy trời, what the hell. Wow, một điều rồi. Còn một mạng, cố lên. Sim đâu. Một điều rồi. Hay quá Sam ơi. Anh cũng không phải tại em. Trời ơi, Sammy gánh mình còng lưng các bạn ơi, hay quá. Trời ơi, mệt quá không ơi. Trời ơi, Sammy gánh còng lưng luôn bạn ơi. Sammy đỉnh quá. Trời ơi, Sammy đỉnh quá. Sammy đúng là người bạn gái tuyệt vời nhất. Trời ơi. Xin đi ăn phở không? Cây dở xin đi ăn phở nha. Đi. Ở đây nhục quá. Đi. Rồi ok bạn ơi. Và coi như trận này á thì mình với Sam đã là người giành chiến thắng. Và mình với Sam đã hơn đội của Kai với Sim 1 điểm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò mini game tiếp theo. Để coi ai mạnh hơn nữa nè. Rồi ok bạn ơi. Và sau khi chơi xong hai cái trò game của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được rằng là
team của Phong với Sam đã giành được 1 điểm, còn team của Kai với Sim là coi như thua bọn mình 1 điểm thôi bạn ạ. Đấy, ok. Còn cái màn vẽ tranh thì sẽ để cho bạn mấy bạn fan chấm điểm nha. Ok rồi. Còn bây giờ thì trò tiếp theo sẽ là trò gì đây? Sao tôi nhìn nó bất ổn quá vậy? Và cái trò lần này chỉ có tôi với Sim thi đấu thôi, hai người xích ra. Nhìn rồi tôi đánh. Ok. Ok, may quá Kai ơi, trời. Tôi cứ tưởng là anh em bọn tôi lại phải tiếp tục tương tàn nhau chứ. Trời thiệt luôn á Kai, tôi nói ông nghe nè. Trời, hai cái bà này á tự nhiên không cãi nhau xong muốn thi đấu nhau xong hồi nãy còn lôi mình vô nữa. Anh em bọn mình là anh em tốt với nhau, làm sao mình có thể đánh đấu nhau được nãy, đúng không? Nãy là bọn mình tương tàn lần rồi, lần này mình đứng ở ngoài đi. Đúng rồi, lần này mình đứng ở ngoài đi cho hai bà tự tương tàn. Rồi ok, được rồi đó. Bây giờ thì Sim với Sam chơi gì vậy? Cái trò chơi này đơn giản lắm, cái trò chơi này tên là ai khéo tay hơn. Ai khéo tay khéo chân hơn. Ủa là sao ta? Khổ ghê lắm. Nói chung á là trò này là nhảy xuyên tường, ai nhảy xuyên qua bức tường mà không bị rớt qua dưới thì người đó sẽ chiến thắng, còn ai mà rớt xuống là thua. Là sao ta? Thôi tào lao thôi, mày mình chơi đi, mấy ông này nói không hiểu. Mình vô đi. Rồi ok thôi mình vô luôn đi. Ha, nhưng mà chị nói em nghe nè, lúc nãy á chị thắng em điểm nữa nha, làm gì làm ơn thua đó. À, chị gái à, 30 chưa phải là Tết, làm sao mà chị biết là chị thắng được, đúng không? Rồi, để xem quay mà em như thế nào. Trời ơi, Kai ơi, gắt quá. Trời, hai chị em gắt quá. Được rồi, vậy bây giờ để xem coi một trong hai chị em ai mới là người bạn gái hoàn hảo nhất đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi ai khéo léo hơn. Rồi, ok, bắt đầu nào. Vô. Let's go. Và cái trò này chơi hay sao ta? Rồi tôi hiểu rồi, có nghĩa là những cái block màu xanh này nó sẽ xuất hiện và nó sẽ đẩy hai chị em xuống dưới. Nhiệm vụ của hai chị em là phải né mấy bạn ơi. Ồ, cố anh Sam ơi, khéo léo vô Sam ơi. Trời, tôi biết Sam đi làm được mà. Trời ơi, xuyên tường này là quá đó. Ôi Sam ơi. Ôi cái này phải nhảy lên, cái này phải nhảy lên nha. Trời ơi, cái này phải nhảy lên nè. Sam ơi lùng hơn. Tôi mới thấy cái gì vậy? Bà Sam thì lui xuống bị té, còn bà Sim thì nhảy qua xuống bị té vô trong đó. Trời ơi, vậy là hòa đúng không? Ủa, vậy là hòa đúng không? Trời ơi, thiệt luôn á. Hai cái bà này tôi tưởng là hai bà khéo léo lắm, ai vậy? Cả hai bà đều té bạn ơi. Thôi lại nè, trận hồi nãy nháp nè. Trận hồi nãy là nháp nha. Ok lại nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận thứ hai nè. Vô. Cần gì nhảy đúng không? Khôn lên hả? Rồi, hai chị em có vẻ là bắt đầu thông minh hơn, hiểu cách chơi hơn rồi đó bạn ạ. Rồi, sau lưng kìa Sam, sau lưng kìa. Đúng rồi. Đó, coi chừng nha. Nhảy hả? Mày phải nhảy quá. Nhảy. Rồi, Sam nghe lời Phong là chuẩn bị nè. 1 2 3 nhảy. Đúng rồi. Hay quá. Ok. Sam ơi, mình hơn 1 điểm rồi Sam ơi, mình cố gắng mình lấy thêm điểm nữa Sam ơi. Cái này nhảy gì nè. Nhảy trước đi, Sim ơi. Rồi, Sim qua. Ôi, Sam qua luôn, hay quá. Dễ mà. What the hell? Cay à? Đứng đây thôi. Bây giờ á, Cay nghĩ rằng là Sim với Sam ai là người giành chiến thắng? Cay à? Mình ủng hộ Sim ơi. Ơi, vậy tôi ủng hộ Sam ơi. Ok. Ở cái vòng tròn nó thu nhỏ lại kìa, coi chừng nha. No! Trời ơi, Sam ơi bị rơi dưới rồi. Hay quá Sim ơi. Trời ơi, cay quá. Thôi nhưng mà không sao, dù gì thì cái này á là chơi đến tận 3 trận lận. Ok, trận đầu tiên Simi chiến thắng. Tèo. Rồi, trận tiếp theo nè, hồi nãy là Simi đã giành được thêm 1 điểm rồi. Sam ơi cố lên, chúng ta không thể nào để thua được, Sam hiểu không? Hay quá, Sam nhảy qua được rồi. Nhảy Sim ơi, nhảy. Rồi, Sim qua được rồi. Căng thẳng nha. Cái này dễ nè. Này nhảy luôn. Cái này chỉ cần đứng im thôi, qua rồi. Cái này là hai cái luôn nè, cái này hai cái luôn nè. Coi đây mình sẽ đứng đây mình quay nha các bạn nha, mình quay hai cam nè để coi ai qua được. Nó lừa bạn ơi. Ok. Ơi. Vòng tròn thu nhỏ lại kìa. Ủa? Vậy sao? Ôi qua được luôn kìa, ghê quá. Bên nào vậy? Sam thông minh hơn, Sam không cần nhảy, Sam chỉ cần cúi xuống thôi. Bên nào đây? Ôi cái to. Sam ơi. Tại sao vậy hả? Sam thua nữa rồi. Trời ơi. Thôi không sao, chúng ta còn trận cuối cùng làm lại nào. Ôi, trời ơi các bạn ơi, căng quá. Vậy là coi như số điểm của chúng ta
Hiện tại bây giờ Simmy hình như là hơn mình một điểm, mày phải không Sam? Đúng rồi. Ê, chết rồi. Nếu mà như vậy á thì có nghĩa là trận này Sammy phải giành chiến thắng. Nếu như mà Sam thua thì coi như Sam sẽ thua Simmy rồi. Vậy thì người bạn gái hoàn hảo nhất sẽ là Simmy chứ không phải là Sammy. Oh my god, căng thẳng quá. Được rồi, Sam ơi cố nha Sam. Trời, tôi biết rồi. Ok rồi, bắt đầu nào. Oh my god. Oh my god, cái này khó, cái này phải nhảy nha. Ồ không, cái này cúi được Sam ơi, cái này cúi được. Ồ đúng rồi. Cúi xuống. Wow, hay quá. Ôi, ôi cái này phải nhảy Sam ơi, nhảy quá. Hay quá. Ôi, sát lưng kìa. Sam ơi, Sam nhảy luôn hả? Sam chơi nhảy luôn chơi chiến với Sam. Ủa sao vậy? Ơi, có hai cái nè, hai bên nè, chọn một trong hai bên, trong hai bên. Sao lưng. Hay quá. Mọi người ơi, vậy là coi như mình với Sammy không thua, bọn mình vẫn hòa. Yeah, trời ơi, hay quá Sam ơi, Sammy đỉnh quá Sam ơi. Được. Đó, mấy bạn thấy không? Vậy là coi như, ủa mà khoan từ, nếu như mà hòa điểm thì làm sao chúng ta biết được ai chính là người bạn gái tuyệt vời nhất ta? Ủa cái, giờ sao? Ủa vậy thì giờ mình tính sao vậy ta? Giờ mình tính sao ta? Tính ra nha là đáng lẽ phải có một người thắng, một người thua thì mới biết được ai là người bạn gái hoàn hảo nhất chứ. Thôi được rồi, coi như cái này là phần 1 nha bạn nha. Cái này là phần 1 thì mình sẽ làm tiếp phần 2, coi bạn gái ai là bạn gái hoàn hảo nhất, mình sẽ làm phần 2 nha. Và nếu bạn nào muốn mình làm tiếp tục phần 2 hãy nhớ nhấn vào nút like cái video này và comment xuống bên dưới cho mình biết thì mình sẽ làm tiếp phần 2 nha bạn nha. Còn phần 1 này á thì chị em Sim Sam đã hòa điểm nhau, nhưng mà khoan, vẫn còn có cái màn vẽ tranh. Thì cái màn vẽ tranh, nếu như bạn nào thấy ai vẽ đẹp hơn hãy comment gọi là tên của người đó, ví dụ như là Sammy bao nhiêu điểm, Simmy bao nhiêu điểm ở bên dưới, để cho coi Sim với Sam là ai vẽ đẹp hơn nữa nha bạn nha. Đó, ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng phần 1 đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc phần 1 tại đây. Bởi vì á là chị em Sim Sam là nhiều tài năng quá cho nên là mình phải chia ra hai phần. Còn mình với Kai là coi như là lần trước là hai đứa mình là hòa luôn, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bọn mình ít tài năng lắm cho nên bọn mình không thi đấu nhiều. Đó, còn Sim với Sam á là tài năng nhiều cho nên trận sau sẽ còn có thêm những cái màn đấu còn căng thẳng hơn nữa, cho nên hãy nhớ là nhấn nút like cái video này để coi tiếp phần tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye.